Sau khi massage xong, tụi con đi xuống tính rủ hai đứa này là đi dạo chơi đêm ở Vũng Tàu. Ừ. Cái lúc mà con xuống gõ cửa phòng, con gõ cửa phòng thì nghe tiếng hai đứa nó giỡn cái chổng. Mà con gõ cửa hoài mà chỉ nghe tiếng đúng tiếng của hai đứa nó ngồi cười giỡn mình gõ cửa phòng, kêu nó là có đi hay không mà sao nó không chịu ra. Cứ ngồi giỡn hoài không chịu Ngồi đi ra giỡn đi. giờ con cứ tức quá con mới la nó: "Mẹ tụi bay có đi ra hay không mà sao cứ ngồi giỡn giỡn hoài, gõ cửa nãy giờ đi không đi nói một tiếng." Không ai biết là khi con vừa nói dứt xong, con xây vào cái hành lang thì con thấy hai đứa nó đang đi xuống. Cái con mới giờ, ba đứa con mới nhòm vô cái cửa phòng. Ủa, vậy cái tiếng này là tiếng gì? Con thấy hơi lạ. Nó bắt đầu nó lạ lạ rồi đó. Xong con mới đi ra cho hai chỗ hai đứa kia, con mới quắc nữa vô: "Ê, nãy giờ tao nghe tiếng này trong phòng nè. Rõ ràng là tiếng hai đứa bay đang cười giỡn mà. Mà sao giờ hai đứa đây đang từ hành lang đi xuống?" Cái tụi nó nói: "Nãy giờ tụi tao đi lên hành lang để đi lên lầu 6 kiếm tụi bay đi chơi nữa nè."